cảm ơn chị Lan Đông biết kinh nghiệm. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali angthi warang aya jatha santi tha satappara yacca ka jatika desetu thammang anukam bimang bacang sathamma beren vinayang cakayang sutang ca pangdang atham macamang Ako tayang to satusak ya dangdang babo taneye parisa yamanche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Nhẫn ạ. Dạ con kính mời bàn tay của Đại Đức Pháp Tính. Dạ con kính thỉnh Đại Đức ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái giáo trình vì diệu pháp sơ cấp, đó là phần cảnh ở đây thì chúng ta học về yếu hiệp, cảnh yếu hiệp hay là những cái sự phối hợp. Vậy thì trước khi bắt đầu vào thời gian, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhavantang apiwa demi sokato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sangkhang nammami lokatang varumuttamahang buddhang ca dhammayabbanamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo
luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính thưa quý vị, bài học của chúng ta hôm nay thì tiếp tục là cảnh danh pháp. Cảnh danh pháp thường thường khi mà nói đến danh, nói đến danh pháp thì chúng ta luôn luôn mà chúng ta nhớ cái gì mà nó thuộc về tinh thần, mà nó có thực tính, nó thuộc về tinh thần, mà nó có vị nghe rõ không? Dạ rồi, nếu mà hình như là chúng tôi nhớ là cái âm thanh của chúng tôi bình thường mà, phải không quý vị? Và âm thanh của chúng tôi bình thường, đối với cái bánh thóc này chúng tôi cũng chưa có biết chỉnh âm thanh ở đâu nữa. Trở lại với vấn đề. Chắc là có lẽ do cái máy của Phật tử Nhật Quỳnh như thế nào đó. Trở lại với vấn đề mình nói về danh pháp. Nói về danh pháp thì những cái gì mà nó thuộc về tinh thần, mà nó có thực tính, có thực tính pháp sắc pha quá, thì như vậy đó chúng ta gọi là danh pháp. Thí dụ chúng ta gom gọn lại đó là cái gì? Thọ, tưởng, hành, thức và niết bàn. Thọ, tưởng, hành, thức và niết bàn thì nó thuộc về danh pháp. Vậy thì nào mà tâm của chúng ta biết những cái cảnh này thì lúc đó mình gọi là cảnh danh pháp. Cũng giống như mấy bài trước thôi quý vị, đối với danh pháp là thọ, tưởng, hành, thức và niết bàn. Rồi khi nào mà tâm của chúng ta biết những cái đối tượng đó, những cái đối tượng đó bị tâm của chúng ta biết, thì lúc đó sẽ trở thành cảnh danh pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe giảng, hoặc là có những vị ngày xưa, có những vị ngày xưa ở trong thờ Đức Phật quá khứ, khi nghe Đức Phật kể về những cái vị ở trong quá khứ đã từng phát nguyện và bổ túc ba la mật như thế này như thế kia đó, thành ra ngay tại bây giờ thì chứng đắc đạo quả và trở thành một cái vị tỳ kheo đệ nhất về đa văn hay đệ nhất về trí tuệ đó, thì trong những cái trường hợp đó thì quý vị thấy rằng lúc đó có những vị khi mà ngồi nghe thì biết nghe như vậy thôi. Chứ lúc đó ở trong tâm của những cái vị đó vẫn quán về danh pháp, vẫn quán về danh pháp. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng đối với khi mà chúng ta nghĩ cảm giác chỉ là cảm giác, có nghĩa là chúng ta quán về thọ, thọ ở trong đó có thọ khổ hoặc là thọ lạc, thì ở trong cái đời sống của một cái vị mà tu tập về thiền quán đó, cái vị đó chỉ cảm nhận những cái cảm thọ, cảm nhận những cái cảm thọ đó như thế nào, thì những cái vị đó sẽ ghi nhận biết cái cảm thọ như vậy, thì lúc đó đó thì coi như là thuộc về cái gì, thuộc về thọ. Mà thọ thì thọ quẩn thì nằm ở trong đâu? Nằm ở trong phần danh pháp. Hoặc là thí dụ như đối với khi nào mà chúng ta biết, chúng ta ghi nhận, chúng ta bằng cái tưởng, bằng cái tưởng thì coi như là lúc đó
đó là danh pháp, nó cũng nằm ở trong danh pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta biết ngà, chúng ta biết cái đối tượng đó, ngà chúng ta biết đối tượng đó, thì lúc đó nó trở thành cảnh danh pháp. Bây giờ ở trong thân và tâm của chúng ta, ngà thân và tâm của chúng ta, chúng ta lên chúng ta ngó, chúng ta thấy đó, rồi chúng ta có một cái cảm nhận, thí dụ như là gió nó thổi vào mát, làm cho thân mình cảm thấy lạc, hoặc là tự nhiên mình nhìn tới cái bầu trời nó tối, nó tối đen, rồi mình có một cái gì đó, thì lúc đó nó thuộc về danh pháp. Nhưng mà khi mà tâm của chúng ta biết được, biết được những cái hiện tượng đó, tâm của chúng ta biết được những cái hiện tượng đó, thì coi như là lúc đó nó trở thành cái cảnh danh pháp. Và thí dụ với hành, hành muốn, sankhara, thanh thác, thì nếu mà biết cái sự vận hành của cái pháp, cái sự tạo tác nó như vậy, cái sự tạo tác của nó là như vậy, thì lúc đó là coi như là chúng ta biết về cảnh danh pháp. Hoặc là cái sự nhận thức, chúng ta nhận thức về cái sự kiện đó, cái sự đó như thế nào, thì khi mà chúng ta đang nhận thức như vậy đó, thì có nghĩa là chúng ta bắt danh pháp. Đối với Niết Bàn á, nó cũng thuộc về danh pháp, nhưng mà danh pháp này là danh pháp vô vi, danh pháp vô vi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đối với thọ, tưởng, hành, thức là nó do vật thực tạo cũng có, do thời tiết tạo cũng có, do âm dương, thời tiết là âm dương ấy quý vị, rồi nó do nghiệp tạo cũng có, nó do tâm tạo cũng có. Nhưng mà đối với Niết Bàn là nó không có do những cái duyên đó trợ tạo. Thành ra đó chúng ta gọi là Niết Bàn cũng thuộc về danh pháp, nhưng mà danh pháp vô vi. Còn đối với thọ, tưởng, hành, thức là coi như là nó thuộc về danh pháp, nhưng mà danh pháp hữu vi. Có nghĩa là nó còn bị cái sự tạo tác, nó còn phải chịu cái sự tạo tác. Ở đây đó thì khi mà quý vị học về ví dụ pháp đó, có một cái điều đó, là khi mà chúng ta nắm rõ được như thế nào là thọ, như thế nào là tưởng, như thế nào là hành, như thế nào là thức, như thế nào là sắc, thì tất cả những gì nó đang hiện hữu ở trong thế gian thì chúng ta rất là dễ, chúng ta rất là dễ để mà chúng ta trình bày. Còn nếu mà chúng ta học ở trong cái cách khác đó, thì có nghĩa là chúng ta học ở trong những cái bài học khác, ví dụ như là nói về những cái pháp chế định, thì chúng ta phải nêu ra rất là nhiều, chúng ta nêu ra rất là nhiều. Ví dụ như đối với ví dụ pháp đó, thì tất cả cái cảm thọ chúng ta đều nắm vào ở trong thọ quẩn. Những gì mà chúng ta gọi là chúng ta biết, chúng ta có cái kiến thức này kia vân vân đủ thứ hết, thì nó chỉ gom chung lại gọi là hành hoặc là thức thôi, hành quẩn hoặc là thức quẩn. Tất cả những cái đồ gì mà chúng ta thấy ở trên thế gian này do con mắt nó thấy, thì ở trong vi diệu pháp chỉ gom lại là cảnh sắc thôi đó. Thành ra đó khi mà học về vi diệu pháp đó, chúng ta có những cái mấu chốt này đối với sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thì chúng ta phải nắm cho nó vững, nắm cho nó kỹ. Rồi tất cả những gì đang hiện hữu trên thế gian này, đã qua hay là hiện tại hay là tương lai gì cũng vậy, chúng ta cũng gom lại là đó là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn và hành quẩn và thức quẩn đó, thì chúng ta gom gọn lại như vậy. Thì trở lại cái vấn đề mà chúng tôi đang trình bày với quý vị, những cái mà nó thuộc về thọ, tưởng, hành, thức và niết bàn, khi mà bị tâm thì lúc đó nó trở thành cảnh cảnh danh pháp. Vậy thì đối với cảnh danh pháp á, cảnh danh pháp á, cái chi pháp nó là cái gì? Tâm, tâm sở, niết bàn.
Đó quý vị thấy không? Ở trong quy luật pháp đó, khi mà gom lại cho chúng ta. Bây giờ nếu mà chúng ta kêu chúng ta kể cảnh danh pháp nó gồm có cái gì? Nó gồm có cái gì trong đó? À, mình kể đủ thứ đó, mình kể cái cảm thọ nè, cái cảm thọ của tôi, cái cảm thọ của con vật đó, rồi cái sự biết của tôi, rồi cái sự biết của người đó, cái sự biết của con vật đó, tùm lum hết á. Mình kể nó đủ cái chuyện á. Nếu mà mình kể như vậy á thì không biết chừng nào mà nó hết. Thành ra chúng ta gom lại hỏi bây giờ chi pháp của cảnh danh pháp là cái gì? Tâm và tâm sở và niết bàn. Tâm và tâm sở và niết bàn thì chúng ta gom chung lại cái cảnh danh pháp là như nó rất là gọn mà nó làm cho chúng ta rất là dễ nhớ. Ví dụ như bất chợt ai đó hỏi quý vị cảnh danh pháp gồm có cái gì thì quý vị cứ nhớ cảnh danh pháp cái chi pháp của nó là tâm sở và niết bàn. Đó là chúng ta gom chung lại, gọn lại. Rồi đối với biết cảnh danh pháp á, biết nhất định á, là chúng ta có nhất định là 46 tâm này sẽ biết được cảnh danh pháp là nhất định là 40 tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế là quý vị thấy rằng là coi như là bất thân về cảnh danh pháp. Bất thuần về cảnh danh pháp và ba tâm thức vô biên xứ và ba tâm phi tưởng phi vi tưởng xứ ba tâm này nữa sáu tâm này nữa là coi như là bất thuần về cảnh danh pháp. Thành ra đó là chúng ta gọi nó là biết nhất định. Đối với 46 tâm này là biết nhất định thì quý vị thấy rằng khi mà tâm đạo và tâm quả của chúng ta khi mà chúng ta quán thấy danh pháp sắc pháp những cái nguyên nhân những cái nhân này danh pháp nó sanh lên những cái nhân này nó không còn nó diệt đi thì danh pháp nó diệt đi. Đó thành ra chúng ta gọi là 40 tâm siêu thế nhất định là biết về bất thân về cảnh danh pháp. Và đối với ba tâm thức vô biên xứ thì nó lấy cái còn sót lại của không vô biên xứ lấy còn sót lại của không vô biên xứ. Ba tâm phi tưởng phi vi tưởng xứ thì lấy các hành còn lại các hành còn lại của vô sở hữu xứ. Đó thành ra coi như là chúng ta thấy rằng là 46 tâm này sẽ biết thân về cảnh danh pháp. Còn đối với những cái tâm mà biết bất định là 41 tâm dục giới, 41 tâm dục giới chúng ta nhớ chúng ta ở trong cái cảnh giới dục giới của chúng ta đó, là coi như là chúng ta có bao nhiêu tâm, chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới quý vị nhớ không? Chúng ta có bao nhiêu tâm dục giới quý vị nhớ không? Năm mươi bốn tâm và xa thú Phật tử Rạng Đồng. Bây giờ chúng ta có 41 tâm dục giới biết bất định, 41 tâm dục giới biết bất định về cảnh danh pháp. Vậy thì ở trong 54 tâm dục giới, vậy thì chúng ta trừ ra, trước tiên là chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta có 54 tâm dục giới mà bây giờ là chúng ta trước tiên là chúng ta bắt cảnh danh pháp thì là coi như là chúng ta trừ ra cái tâm nào trước
là chúng ta trừ ra cái tâm nào trước quý vị? Cái ngũ song thức, nhà đúng rồi, xà thú tử diệt quỳnh, là ngũ song thức ha. Là ngũ song thức là tại sao? Tại vì nó bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh số đó, thành ra nó bắt cảnh sắc pháp không. Rồi chúng ta trừ ra ba ý nhớ là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ngũ môn, là đó là ba anh này là nó nằm trong ba ý nhớ đó, là nằm trong ba ý nhớ. Vậy thì chúng ta 54 là chúng ta trừ ra 54 tâm dục nhớ, là chúng ta trừ ra, chúng ta trừ ra 13 tâm thì còn nhiêu quý vị? Còn 41 tâm. À, còn 41 tâm. Còn 41 tâm. Rồi, có hai tâm thông. À, hai tâm thông chúng ta cũng bắt được cảnh danh pháp nha quý vị. À, hai tâm thông chúng ta biết bắt cảnh danh pháp. À, có nghĩa là thí dụ như à, đối với à, những vị mà có thần thông, mình đang suy nghĩ gì người ta biết được, người ta biết được nha quý vị. À, hoặc là mình có cái cảm thọ như thế nào là những cái vị có thần thông biết được, thành ra cộng thêm hai tâm thông. Nhưng mà hai tâm thông này đó thì quý vị thấy rằng không phải là ai có thần thông cũng lo đi kiếm cái cảm giác của danh pháp, sắc pháp gì hết đó, thành ra nó nằm ở trong phần bất định. Nó nằm ở trong phần bất định. Có khi thì cái vị đó quán, có khi cái vị đó quán, nhưng mà có những lúc là cái vị đó không có quán, không có dùng thần thông. Đó, thành ra được xếp vào ở trong phần bất định. Được xếp vào ở trong cái phần bất định. Rồi, bây giờ chúng ta qua đến cảnh sắc pháp. Chúng ta qua đến cảnh sắc pháp. Cảnh sắc pháp đó, nếu mà nói về danh pháp đó, là những cái thuộc tính mà nó thuộc về tinh thần, tinh thần nó có cái thực tính pháp. Rồi còn nói về sắc pháp thì sao quý vị? Sắc pháp là những cái vật, những cái vật chất vô tri giác. Sắc pháp là những cái vật chất vô tri giác, có nghĩa là nó không có cái gì, nó không có cái cảm giác, nó không có nhớ thương gì hết, nó không biết nhớ, không biết thương, không biết buồn, có nghĩa là nó vô tri vô giác. Thành ra quý vị biết không, có một lần chúng tôi nghe cái chú đó đó, ông chú đó ông học, ông cũng phè với chú chúng tôi là ông học Phật pháp dữ lắm, ông học Phật pháp mà ông học Phật pháp nghiên cứu dữ lắm. Ông nói nhưng mà sư biết sao không sư, khi mà mình mà nói, thí dụ như mình có chiếc xe đó, mình đi á, cái mình nói mình thôi mai mốt và tôi bán cái chiếc xe này, tôi mua chiếc xe khác tôi chạy cho nó ngon hơn. Hình như là mỗi lần mà mình nói vậy đó, cái chiếc xe nó biết buồn á sư, cái xe nó buồn á, thành ra nó hư riết à, nó đi nó ưa nằm đường. Cái chúng tôi nói trời ơi trời, không biết cái ông này hả, ông khoe với mình á là con nghiên cứu về Phật pháp thâm sâu lắm, học với các vị hòa thượng này kia, danh tiếng nổi tiếng dữ lắm, mà sao ông này không nói chuyện mình nghe nó chật lất, tự nhiên cái chiếc xe mình đi, cái xe của ông đi, ông nói mấy lần mà con thấy nha, mà con hâm mà con bán chiếc xe này để con mua chiếc xe mới đi cho nó im hơn hoặc là nó nhẹ hơn đó. Rồi tự nhiên cái xe này nó nằm đường hồi xưa, cái xe mỗi lần mà con nói là nó nằm đường đó, hình như là nó biết buồn nha, nó biết buồn, biết giận. Cái chúng tôi mới nói trời ơi, chú nói là chú học quy diệu pháp rồi coi ở trong trung bộ kinh, trường bộ kinh dữ lắm, mà học với ngày này ngày kia mà sao mà tại sao mình chiếc xe mà biết buồn chú, chiếc xe mình sao mà nó biết buồn, biết nhớ, biết thương được chú, biết giận, biết nằm đường nữa, là như thế nào? Ông nói là có nghĩa là tại sao mà mỗi lần mình nói là xe bị hư nằm đường, mỗi lần mình nói là xe bị hư nằm đường, vậy không phải là nó giận hả, không phải là nó biết buồn hả? Chúng tôi nói thì ai biết là do cái nguyên nhân nào đó, mình không có giữ kỹ, hoặc là
đến cái lúc nó hư, đến cái thời hạn nó hư thì nó hư thôi, chứ làm sao mà nó biết buồn quý vị. Hoặc là đó, quý vị thấy rằng á, có những người á, khi mà người ta sáng tác những cái bài ca đó qua cỏ mà nó cũng biết buồn đồ này kia đó, thì cái điều đó đó là do cái tâm người ta tưởng tượng quá. Như hơn nữa là những người đó đó, người ta làm sao cho cái mạch văn của người ta nó trơn, nó hay thôi. Chứ thật sự ra nếu mà nói về cái chánh kiến thì nó không có trong đó. Cái chánh kiến nó không có trong đó. Quý vị thấy rằng những người á, mà người ta viết văn á, là do người ta do người ta cũng như người ta làm cho cái bài văn của người ta hay thôi. Bởi vậy quý vị biết á, chúng tôi cũng rất là ngại mà làm MC. Tại vì MC á, cái người mà dẫn chương trình á quý vị, cái người dẫn chương trình á, thì phải có những cái câu thơ trong đó. Thí dụ như ta về cõi Phật đồ đó, hoặc là nguyện cho thí chủ đắc thành Phật quả, thoát dòng nạn tai, hoặc là sanh về cõi Phật đồ này kia. Thì thường thường á, mình đi thuyết giảng á, đối với cõi Phật á, không có quý vị. Cõi Phật nó không có, cõi Niết Bàn cũng không có, trạng thái Niết Bàn, trạng thái Niết Bàn đó thì có, chứ cõi Niết Bàn cũng không có mà cõi Phật cũng không có quý vị. Cây hoa lá mà nó buồn nó buồn gì quý vị, gai thì gai mắc cỡ gai mắc cỡ, gai mà nó cũng biết mắc cỡ nữa đó. Thành ra là quý vị thấy rằng đối với người xưa đó, người ta nhìn người ta nhìn cái hiện tượng đó, rồi người ta đặt tên, người ta nhìn cái hiện tượng đó, rồi người ta đặt tên cho cái lỗi đó, cái lỗi đó là như vậy, chứ không phải là như chúng ta tưởng là hoa cỏ cây lá rồi nó biết buồn hoặc là nó biết là mắc cỡ. Gai mắc cỡ, quý vị nghe cái cây gai mắc cỡ, quý vị nó mắc cỡ thiệt, cái điều đó nó không phải đó. Thành ra đó, khi mà chúng ta học nếu mà nói về danh pháp là chúng ta biết về nó thuộc tinh thần, mà tinh thần á, thì nó có cái sự biết ở trong đó, có cảm nhận, có cái sự cảm giác ở trong đó. Nhưng mà nếu mà nói về sắc pháp, sắc pháp thì chúng ta phải biết rằng là vật vô tri vô giác đó. Rồi khi mà quý vị đó, quý vị mà ngồi á, quý vị ngồi, quý vị học á, thì quý vị nhớ, quý vị biết sắc pháp ha, sắc pháp là vô tri vô giác, là nó không có gì ha. Nhưng mà bắt đầu là nghe mà ai mà nói cái gì đó ha, cái cục đá đó, cái cục đá đó, hay là cái gốc cây đó đó, hay là cái miễu, cái đình đó đó, là coi như là nó linh lắm á nha, lợ cuốc đi, lợ lại đi, ngày lại 108 lại đồ đi, cái đó thì cái điều đó nó không phải quý vị. Cái điều đó nó không phải, vì mình á, mình đảnh lễ á, Đức Phật á, là do mình có cái sự xác định là đây là một cái vị Phật, mà cái vị Phật đó có những cái ân đức như vậy. Rồi á, những cái người á, người ta đã xác định, có nghĩa là chú nguyện cái tượng Phật đó, là chú nguyện mình đã xác định đây là tượng Phật, thành ra mình đảnh lễ. Mà mình đảnh lễ tượng Phật á, là mình biết, là mình biết đây là cái biểu tượng này, cho mình nhìn lại, mình thấy cái, mình thấy cái biểu tượng này là một cái biểu tượng của đại từ, đại bi, đại trí tuệ đó. Thành ra chúng ta đảnh lễ. Chứ bây giờ quý vị ngồi học sắc pháp rồi cho giữ đi, cho nhiều vô đi, rồi cái mình học sắc pháp mình biết cái sắc pháp là cái gì ha. Sắc pháp là những cái gì, những cái vật chất mà nó vô tri vô giác, vô tri vô giác hoặc là tứ, là nói gọn là tứ đại, còn phân tích ra là 28 sắc pháp. Rồi cái vài bữa cái bắt đầu mình nghe nói ở trên núi đó, ở dòng sông đó, hoặc là ở cái gốc cây đó, ở ngôi đền đó, nó có cái gì đó, cái biểu tượng nó linh lắm, rồi mình chạy vô rồi mình vuốt. Cũng như quý vị thấy ở Việt Nam đó, đầu năm á, người ta đi chui qua con ngựa đó, chui qua chui lại, rồi lại vuốt con ngựa, rồi vuốt lên đầu mình rồi đó. Đó rồi
nhắc tới cái điều này chúng tôi nhớ có những người á, người ta lại xong cái bắt đầu á, người ta quỳ xuống, người ta lại cái hai cái bàn tay của người ta đó, người ta đưa lên, người ta vuốt ở trên đầu á, vuốt ở trên đầu quý vị, hỏi sao vậy? Nói con không dám, là con không dám, khi mà con lại Phật xong con không dám phủi hai cái bàn tay xuống, con sợ là cái lực của mình trúng vô những cái chúng sanh ở đây là chết, người ta chết tội nghiệp. Nó hay quá, cái lực mạnh quá làm như là mình trong 10 đầu ngón tay mình là toàn là phi tiêu với dao găm được không? hoặc là mình tu cái nội lực mình chắc dữ lắm, làm sao mà cứ sợ chúng sanh chết biết à. Đó, thành ra cái điều đó nó không phải. Chúng ta học về sắc pháp, chúng ta biết sắc pháp là gì. Sắc pháp là cái vật vô tri vô giác. Sắc pháp là vật vô tri vô giác, thành ra đó có những cái điều đó chúng ta xác định là chúng ta không có tin đó. Giống như là đối với những cái tôn giáo bạn nói là Phật truyền tâm ấn cho Ngà Ananda, khi mà cầm cái bông sen lên, cầm cái bông sen đưa lên vậy đó, thì thật sự ra đó, bây giờ hỏi quý vị, một là bông sen, hai là cảnh sát. Một là bông sen, hai là cảnh sát thôi, chứ không có truyền tâm ấn gì hết á. Không có truyền tâm ấn gì hết á. Không có ngài Cát Xá Bá là tổ, rồi ngài A Nan là nhị tổ gì hết. Không có cái gì trong đó hết quý vị. Đó, thành ra đó, mà chúng tôi đã kể cái câu chuyện, cái hoa sen đó cho quý vị nghe rồi đó. Chúng tôi sẵn này, chúng tôi muốn nhắc lại cho quý vị. Đức Phật đưa cái cành sen, Đức Phật ưa cầm cái bông sen đó làm chi, cái hoa sen đó làm chi, là do một vị thánh ngà Chi Quá Cá, ngà một cái vị Chi Quá Cá đó là một cái vị mà thánh, là thánh y bằng đó, cái vị đó nó biết rằng Đức Phật là bị cái chứng bệnh đầy hơ, có nghĩa là nó đầy hơ không có ở được trong ruột đó. Thành ra đó, ông Lương Y Chi Quá Cá đó, ông thương Đức Phật, ông thấy Đức Phật đó là coi như là ăn một ngày một buổi, mà bây giờ đó là chế thuốc mà cho Đức Phật uống nữa, thì ông thấy tội nghiệp. Thật sự ra đó, khi mà quý vị đọc kỹ đó, quý vị thấy rằng là Lương Y Chi Quá Cá có một cái tâm lo lắng, thương đến Đức Phật lắm. Những lần mà ông bó thuốc cho Đức Phật cũng vậy, khi mà thành đóng cửa rồi ông về không được đó, ông rất là lo lắng cho Đức Phật, không biết là bây giờ làm như thế nào đó. Rồi thành ra đó, ông thấy Đức Phật như vậy đó, ông không nỡ để cho Đức Phật uống thuốc, thành ra ông mới chế ra một cái loại thuốc, rồi ông mới lội ra, ông tìm cái hoa sen nó sạch nó tinh thơm, rồi ông mới chế cái thuốc của ông bỏ vô cái hoa sen đó. Rồi mỗi lần mà Đức Phật bị cái chứng bệnh là không có tiêu hóa đó, thì Đức Phật cầm cái hoa sen đó hít vào, do ở trong đó ông có đổ thuốc rồi, thành ra đó, lúc đó Đức Phật cầm cái hoa sen á, thành ra người ta ở ngoài sau này có những cái tôn giáo bạn của mình á, tôn giáo bạn của mình nó mới nói rằng là Đức Phật cầm cái hoa sen đó là trao truyền tâm ấn cho ngài Ananda. Rồi xong rồi á, còn nói thí dụ như đưa cái bông sen nó lên hỏi thấy gì không, mình nói thấy bông sen, cái hoa sen, cái xong rồi cầm cái bông hoa đó đi ra ngoài sau, giấu ngoài sau lưng, hỏi thấy gì không, không thấy, cái nói bậy sai rồi, thấy cái không thấy là sao, thấy cái không thấy là sao, thấy cái không thấy nó cũng bằng không, là không thấy thì người ta nói không thấy chứ làm cái gì mà thấy cái không thấy. Thành ra đó, những cái luận điệu đó đó, những cái luận điệu đó là quý vị thấy rằng là trường uống, bây giờ thấy cái không thấy cũng là không thấy. Bây giờ quý vị thấy cái không thấy là không thấy, phải không quý vị? Thì mình hỏi người ta thấy gì không? Không, mình đâu có gì trước mắt, mình đâu mà thấy, đâu có cảnh sát cảnh gì đâu mà thấy. Thành ra đó, rồi còn nói người ta là thấy cái không thấy, nghe cái không nghe, nhưng cuối cùng nếu mà cộng đi cộng trừ lại rồi cũng bằng không, có gì người ta nói là không thấy thì tại sao mà không chịu đó. Thành ra đó, chúng ta nhớ
khi mà đưa cái bông sen lên hỏi thấy gì không? Thấy cảnh sắc. Mà biết cảnh sắc đó là gì không? Bông sen, bông sen đó, chứ không có không có trao truyền tâm ảnh gì hết. Trở lại với cái vấn đề, thì nếu mà nói về cái sắc pháp đó, khi nào mà chúng ta biết cái đối tượng đó, chúng ta biết cái đối tượng đó đó, thì lúc đó đó gọi là cảnh sắc pháp. Chúng ta biết cái đối tượng đó thì chúng ta gọi là cảnh sắc pháp. Còn bình thường thì chúng ta chỉ gọi là sắc pháp. Thí dụ như bình thường nó hiện hữu vậy đó, chúng ta gọi là sắc pháp. Nhưng mà chúng ta nên nhớ ở trong cái bài của chúng ta học kỳ trước, những lần trước, thì trong cái 28 sắc pháp đó, 28 sắc pháp đó, thì quý vị nên nhớ là chúng ta có sắc gì với sắc gì, chúng ta phân ra cái loại gì với loại gì, loại thô và loại tế. Loại thô và loại tế. Cái loại thô á là tại sao mà phân ra cái loại thô? Tại vì sắc đó mình có thể nhận biết qua năm cái giác quan của mình. Thành ra mình gọi những cái sắc mà mình nhận biết đó, mình gọi những cái sắc đó là sắc thô. Sắc thô này á, nó gồm có 12 sắc, là 7 sắc cảnh, 7 sắc cảnh và 5 sắc thần kinh. 7 sắc cảnh và 5 sắc thần kinh. 7 sắc cảnh đó là sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Sắc cảnh xúc thì nó nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở đâu? Đất, lửa, gió. Đất, lửa, gió. Rồi 5 sắc thần kinh. Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh to, là 10, cộng lại là chúng ta có 12 sắc thô. Khi mà nói về sắc pháp và cảnh sắc pháp thì chúng ta nên nhớ là ở trong cái phần sắc pháp nó có sắc thô và sắc tế. Tại sao mà chúng ta phải nhìn lại cái này? Là tại vì sắc thô là chúng ta nhận biết qua năm cái giác quan được, chúng ta nhận biết qua năm cái giác quan được. Còn đối với sắc tế á, là chúng ta có 28 sắc pháp mà chúng ta vừa kể ra 12 sắc rồi. Vậy thì còn lại 16 sắc. 16 sắc còn lại thì được gọi là sắc tế. Được gọi là sắc tế. Thì cái sắc tế này đó thì là chúng ta nhận biết bằng cái gì? Chúng ta nhận biết bằng ý. Mà phải nói rằng là giống như là ý thông vậy đó. Giống như là những cái vị mà đối với cái ý mà nó thuộc về cái sự mà bén nhạy. Bén nhạy. Thí dụ như cái thực tính của nước là nó là thấm định và quến tụ. Thì đối với những cái giác quan của chúng ta không có nhận biết được. Nhưng mà đối với ý, đối với lậu ý thì biết được. Biết được Đức Phật mới thuyết cho chúng ta nghe. Ngài Xá Lợi Phất mới thuyết lại. Rồi những vị mà theo học với Ngài Xá Lợi Phất mới thuyết lại cho chúng ta nghe. Rồi chúng ta nghe, rồi chúng ta biết, rồi chúng ta mới viết lại sách kinh điển nó duy trì tới giờ này. Đó, thành ra đó, chúng ta khi mà nói về sắc pháp và cảnh sắc pháp thì chúng ta biết là sắc pháp là 28 sắc. Khi nào tâm nhận biết được những đối tượng này thì lúc đó gọi là cảnh sắc pháp. Và trong đây thì nó có liên quan đến sắc thô và sắc tế. Sắc thô thì đối với những cái sắc thần kinh, những cái giác quan chúng ta đó, những cái thần kinh của chúng ta đó là nó sẽ nhận được. Còn đối với sắc tế thì phải xảy ra trong cái ý của những cái vị mà bén nhạy mới nhận ra được. Đó, vậy thì chi pháp của cảnh sắc pháp là 28 sắc pháp, 28 sắc pháp, hoặc là chúng ta nói gọn là
sách tứ đại cũng được. Rồi nói về cái cảnh sắc pháp này nè, biết nhất định á, là biết nhất định là 13 tâm. 13 tâm thì nó ngược lại, nó ngược lại cái chỗ danh pháp, mà nó ngược lại cái chỗ cảnh danh pháp thôi quý vị. Tại vì sao? 13 tâm là gồm có ngũ song thức nè, với ba ý giới, ngũ song thức và ba ý giới. Đó, đối với tâm tâm nhãn thức thọ xả quả thiện quả khổ gì đó, ngũ song thức đó là chắc chắn cặp này là sẽ nhận cảnh sắc, cặp nhĩ là nhận cảnh thinh, thành ra vân vân, thành ra ngũ song thức này sẽ nhất định nhận về cái cảnh sắc pháp, biết một cách nhất định, và ba ý giới cũng biết một cách nhất định. Còn biết bất định á, biết bất định là những cái tâm dục giới, những cái tâm dục giới còn lại, những cái tâm dục giới còn lại ha, nó đi ngược với nó đi ngược với cái cảnh danh pháp đó. Thành ra quý vị tính qua tính lại, lọc qua lọc lại thì chúng ta sẽ ra con số thôi. Còn đối với tâm thông, tâm thông thì cũng biết được cảnh sắc pháp. Hai cái tâm thông thì biết được cảnh sắc pháp, mà nếu mà biết rõ đó là thường thường là thiên nhãn thông, thiên nhãn thông là chủ yếu, thiên nhãn thông sẽ biết về cái cảnh sắc pháp này nhiều hơn những cái. Rồi vậy thì cái điều này cũng dễ thôi, chúng ta bước qua tới cảnh quá khứ đi. Ta bước qua đến cảnh thứ đó thì cảnh quá khứ có nghĩa là gì? Là những cái cảnh nào mà nó đã diệt, những cái cảnh nào mà nó đã qua, đã diệt thì chúng ta quá khứ. Vậy thì bây giờ nếu mà kể ra nó đủ thứ cảnh, thành ra mình gom chung lại là cái gì? Gom chung lại tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt. Tâm, tâm sở, sắc pháp đã diệt. Đó, sao mà tại sao mà chúng ta không có nói niết bàn trong đó quý vị? Tại sao mà chúng ta không có nói niết bàn? Tại vì niết bàn là vượt khỏi thời gian, vượt khỏi thời gian, không có còn bị chi phối bởi thời gian nữa, thành ra chúng ta không có đưa vào quá khứ, hiện tại, tương lai nữa. Vượt khỏi thời gian. Đó, cảnh quá khứ là ám chỉ cho những gì đã qua hoặc là đã diệt. Ở đây có nghĩa là gom chung lại là tâm, tâm sở, sắc pháp đó đã diệt, mà chúng ta gọi là cảnh quá khứ. Thì khi mà tâm của chúng ta đó, tâm của chúng ta biết, ví dụ như chúng ta quán lại cái cảm giác hồi nãy, chúng tôi lên giảng, thật sự ra đó, cái cảm giác hồi nãy chúng tôi lên giảng nó bị biết không, nó nóng nực, nó đổ mồ hôi, nó rất là mệt, nó rất là khó. Hôm nay cũng đỡ cái chủ nhật cái máy bay nó nghỉ bay nha quý vị, nó nghỉ bay. Chứ những cái ngày thứ sáu mà chúng tôi giảng, cái tánh của chúng tôi, cái tật của chúng tôi giảng nó nhập tâm lắm, thành ra chúng tôi nói lớn lắm. Mà nhiều khi máy bay nó bay ngang qua đó thì thay vì ta ngưng lại đi, người ta đừng có nói mà chúng tôi cũng ráng nói luôn. Thành ra mà khi mà nó bay qua rồi á, quý vị biết không, con người mình nó giống như là nó tụt chỉ thiều vậy đó, cũng như là nó hết pin vậy đó. Thì tại vì hồi nãy máy bay ngang qua, máy bay ngang qua mình nói cho nó lấn áp cái tiếng máy bay luôn. Thành ra khi mà mình nói rồi đó, máy bay mà hết bay ngang qua rồi mà mình nói xong rồi đó, thì quý vị biết rằng, quý vị biết rằng là coi như là người mình nó cũng hết hơi luôn đó. Mà có những bữa, có những ngày á, chúng tôi bị cái cảnh đó rồi mà nó mệt ơi là mệt quý vị, nó mệt ơi là mệt, mà lên mà nhập mà trục trặc về cái banh thoát, là trục trặc ngoài internet nữa đó, thì coi như là nó rất là chán, nó tâm nó rất là khó chịu. Còn hôm nay thì nó đỡ cái hồi nãy lên giảng thì nó nóng nực thiệt,
là nó nóng nực ơi là nóng nực, nhưng mà sao không biết sao mà giảng hỏi mát luôn. Chúng tôi giảng như là chúng tôi cảm nhận là quý vị hiểu, thành ra chúng tôi như chúng tôi cũng cảm thấy nó rất là hưng phấn, cảm thấy rất là vui quý vị. Còn nếu mà chúng tôi giảng mà cảm thấy mà quý vị không hiểu chắc chết mà chịu như mấy cái môn học này. Đó thành ra đó, cũng như chúng tôi ngồi chúng tôi nhớ là cái trạng thái hồi nãy chúng tôi mới lên giảng cho bị đó, thì coi như là mồ hôi nó đổ rồi, nó nóng nực, nó cái tâm mình đó. Lại tâm tâm sở sắc pháp đã diệt là coi như là nó đủ hết, nó đủ hết nha. Khi những cái pháp này mà nó bị tâm của chúng ta biết thì nó thuộc về cảnh quá khứ. Vậy thì đối với cái cảnh quá khứ này đó, thì chúng ta thấy rằng là nhất định là sáu tâm nào là nhất định là chuyên thần bắt về cảnh quá khứ, ba tâm thức vô biên xứ, ba tâm phi tưởng xứ, ba là sáu tâm này đó là nhất định bắt cảnh quá khứ. Sáu tâm này là nhất định bắt cảnh quá khứ là tại sao ba tâm thức vô biên xứ bắt lấy tâm không vô biên xứ đã diệt làm cảnh, đã diệt làm cảnh, đã diệt là quá khứ. Ba tâm phi tưởng phi vi tức bắt các hành của tâm vô sở hữu xứ đã diệt làm cảnh, thì đã diệt rồi là vô quá khứ rồi. Đã diệt là vô quá khứ rồi. Đó thành ra sáu tâm này thường bất thân về cảnh quá khứ. Còn biết bất định là 43 tâm, 43 tâm, 41 tâm dục giới và 2 tâm thông, 41 tâm dục giới và 2 tâm thông. Có nghĩa là 41 tâm dục giới tâm bất thiện, tâm thiện đồ của chúng ta đó chúng ta cũng bắt cảnh quá khứ Nãy đó Phật tử Nhật Quỳnh nói, hồi nãy chúng tôi nhắc chúng tôi là nói nhỏ xíu đó, nói nhỏ xíu đó, đó mới vừa bắt cảnh quá khứ đó, đó quý vị thấy không? Bây giờ nghe rõ không phải không? Bây giờ nghe rõ rồi, còn nhớ lại hồi nãy mới lên giảng nói nhỏ xíu nói nhỏ xíu rồi đó, bắt cảnh quá khứ đó, học mà có liền, quý vị học mà quý vị có liền, rồi còn đối với hai tâm thông, hai tâm thông thì hai tâm thông biết cảnh quá khứ mà bất định là có nghĩa là khi nào mình cần quán đến, có nghĩa là túc mạng thông, nhớ về những đời sống quá khứ cách đây một kiếp nhiều kiếp bằng những nét chi tiết đại cương đồ này kia đó vân vân đó. Hai tâm thông mà thường thường là chủ yếu là túc mạng thông sẽ bắt cảnh quá khứ nhiều đó. Rồi thôi bây giờ rồi bây giờ học tới cảnh quá khứ đi ha. Cô còn học có rồi mà 7:45 rồi, 7:45 rồi hả? Thôi học đây thôi. Bây giờ học nhiêu đây thôi ha quý vị. Ráng nói cảnh hiện tại mà nói nhanh quá cũng không được, nói nhanh quá cũng không được quý vị ơi. Và chúng tôi nói lớn quá nó cũng khô cổ rồi. Học nhiêu đây thôi, nghỉ mệt đi. Nhưng mà đi để chuẩn bị chuẩn bị chút qua bên room bên kia nữa. Qua room bên kia chứ là giảng thôi, ăn ít cho quý vị ghiền. Rồi vậy thôi chúng tôi tạm ngưng ha. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong những ngày quý vị được an vui phấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama.
Và cũng xin hồi hướng phút này đến tất cả các vị chư thiên, nữ trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ chỗ nơi nhà quý vị luôn, cả các vị long vương canh phúc mặt phúc mài, chư thiên chúa yêu dương cùng tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quan hỷ thọ lãnh phút này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Phật Tính đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo sự lợi ích. Chúng con kính hiện toàn minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dân bất đinh sư. Phật tử sa bà mang ga lang ra khan tu sa pa de va ta sa bu na nu pha ve na sa da sa thi pha văn tu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, thượng tọa thanh tâm, đầy đức Phật tính, đầy đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài, thọ trì quy giới và nghe pháp. Và chúng con kính tri ân, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp, hồi hướng. Yadevata santi viharawa sile thupe gare bodhi gare tahin tahin ta thamma da de na pa wa bu chi ta so thin karon te tham viharamang da le thế ra cha ma cha na wa ka cha bit ka vô sarami ka da na pa ti upasaka Gama cha de sa ni gama cha isa ra Sapana puta sukita pavan tu te Chana mu cha ye pi cha anda tam pa wa Sam se da cha ta tham mu pa pa ti ka Ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te Sape pi dukkha sakaron tu sang kha yang Tha tu ki răng sa tăng thăm mô Thăm ma tha ra cha phút ca la Sẵn khổ hộ tu sa mắc bồ hoa Áp tha ya cha hi ta ya cha Âm hê rắc khăn tu sắc thăm mô Sắp bê phi thăm ma cha ri nô Phút thêm sa mắc phú ni ya ma Thăm ma ri ya ba huê ni tên. Và chúng con kính tri ân chư đại đức